tạm giam người phụ nữ âm mưu lật đổ chính quyền. Ngày 17 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thanh Nhã, sinh năm 1984, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ, xử lý về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, cuối năm 2018, Nhã đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để theo dõi nhiều bài viết của các đối tượng trong và ngoài nước có nội dung chống phá nhà nước Việt Nam, đồng thời ủng hộ tổ chức phản động lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cuối năm 2019, Nhã nhiều lần xin tham gia tổ chức phản động lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và được đồng ý. Sau khi tham gia, Nhã đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ 25 bài viết, clip có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và kêu gọi người dân tham gia tổ chức phản động lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tháng 4 năm 2022, Công an thị xã Cai Lậy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhã về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Công an tỉnh Tiền Giang đã nhiều lần giáo dục nhưng Nhã vẫn không từ bỏ mà còn có thái độ thách thức, chống đối. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Nhã và liên quan đến tổ chức phản động lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời.